Mình Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự khát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con Giáp thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm canh tý. Ngày này là ngày kỷ tỵ tháng kỷ sửu năm canh tý và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỹ, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bạo quang giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trần, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh đại lâm mộc ngày kỷ tỵ tức chi sinh can có nghĩa là họ sinh thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm đại lâm mộc kỷ tuổi quý hợi đinh hợi ngày thổ hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi tân mùi kỷ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc Ngày tỷ lục hợp với thân, tam hợp với xỉu và dầu thành kim cục, xung với hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi tân hợi, đinh hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao mạng đức tinh, tốt mọi việc, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao ngọc đường hoàng đạo tốt mọi việc sao nhân chuyên đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao đại hao xấu mọi việc sao cựu không kỵ về xuất hành cầu tài lộc khai trương sao trùng tang kỵ cưới hỏi an táng khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa sao trùng phục kỵ giá thú an táng sao tội chỉ, sao đối với tế tử, tố tụng, sao ly sàng, kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn muốn xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với ba tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang có được báo hiệu gặp nhiều may mắn khi bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh sôi đường chỉ lối cho bạn cho nên cái chuyện làm ăn kinh doanh của bạn tuổi Tý tí, tiến triển khá tốt và ngày càng phát triển, thu về nhiều lợi nhuận lớn. Sự thức thời, nhạy cảm, linh hoạt của bạn tuổi Tý sẽ giúp cho bạn đang có được những ý tưởng sáng tạo và đoán đầu xu hướng. Từ lúc sản phẩm còn mới hầu như chưa xuất hiện máy trên thị trường và chưa được nhiều người tiêu dùng để ý tới, bạn tuổi Tý đã có dự đoán được xu hướng phát triển của thị trường trong tương lai và đầu tư vào nó nữa. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi Tý cũng đang gặp được ngày có ngộ hành thủy sinh xuất chua mộc. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi Tý có được nhân duyên tốt đẹp, ý thức được tầm quan trọng của gia đình và bản mệnh tuổi Tý luôn cố gắng vun vén hạnh phúc lứa đôi, mang đến những giây phút ngọt ngào dành cho nửa kia của mình nữa. Tình yêu luôn kỳ diệu là thế, chỉ cần có sức mạnh của tình yêu, con người sẽ tự hoàn thiện và thay đổi theo chiều hướng tốt. Chúc cho tình yêu của hai bạn mãi luôn nồng nàn như thuở ban đầu. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, tài năng xuất chúng, dễ gặt hái được những thành tựu rực rỡ. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, may mắn ngập tràn, mọi sự như ý. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, công danh sáng lạn, gặt hái được nhiều thành công. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, tình cảm ngọt ngào, đôi lứa đắm chìm trong hạnh phúc. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, kinh doanh phát đạt, thu được nhiều lợi nhuận. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có được báo hiệu gặp khá nhiều may mắn trong công việc khi bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tam hợp, tỵ dậu Sửu phù trợ, cho nên bạn mệnh tuổi Sửu được cấp trên nâng đỡ khá nhiều vận trình sự nghiệp của bạn có được sự thăng tiến như diều gặp gió và có thể với bạn tuổi Sửu sẽ không tránh được đôi lời dèm pha khi thang tín quá nhanh, song bản thân bạn tuổi Sửu luôn biết đâu là điều quan trọng, bạn không quan tâm tới những lời ganh tị vô thượng vô phạt đó. May mắn được nâng đỡ, nhưng bản thân bạn tuổi Sửu cũng cần phải không ngừng trau dồi kiến thức, bồi dưỡng năng lực cho chính mình, bởi quý nhân không thể thiêu chân bạn mãi mãi, chỉ có năng lực thực sự mới giúp cho bạn có thể nắm bắt được cơ hội và phát huy nó một cách hiệu quả nhất. May mắn cho vận trình ngày thứ năm này đối bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh dự báo cho bạn tuổi Sửu dễ phát tài một cách bất ngờ như là trúng số độc đắc, nhận được một khoản tiền thưởng từ trên trời rơi xuống hay là được gia đình chu cấp. Bạn cần phải chuẩn bị, may túi ba gang mang đi mà đựng thôi vài từ vi tuổi ất xỉu thuộc kim công việc ổn định suy nghĩ thấu đáo cùng với sự nhanh nhạy giúp cho bạn được cấp trên đánh giá cao từ vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy thông minh nhạy biến dễ chạm tới thành công từ vi tuổi kỷ xỉu thuộc hỏa nên kiên nhẫn trong giao tiếp cẩn trọng trong công việc may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Từ vi tuổi tân xỉu, thuộc thổ, thừa nhận khuyết điểm, tích cực sửa sai, vận mệnh sẽ cải biến tốt. Từ vi tuổi quý xỉu, thuộc mộc, năm mới phát tài phát lộc, dễ nhận được khoản tiền thưởng bất ngờ. Vài đánh giá của bạn tuổi xỉu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, 5 sao, tài lộc, 5 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 1. Số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, thứ năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần, chua chúng ta thấy là vận tình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngụ hành tứ hình xung dần thân tị hợi nhắc nhở bạn tuổi dần nên tuyệt đối cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình bởi họa thị phi đang đến gần với bạn có thể là bạn mạnh suy nghĩ vô tư và góp ý chân thành nhưng lời góp ý của bạn lại không được đưa ra đúng lúc hoặc là đúng người đó chính là lúc vấn đề nảy sinh ra với bạn trên thế gian này chẳng có ai là hoàn hảo cả có sai lầm mới đi đến thành công và với bà tuổi dần thực tâm muốn tốt cho người khác nhưng không phải lúc nào lòng tốt của bạn cũng sẽ được đón nhận nồng nhiệt vì vậy với bà tuổi dần cũng đừng quá buồn phiền khi người khác không có ý nhờ vã, thì với bà tuổi dần cũng không nên nhiệt tình quá mà ôm rơm cho nặng bụng bạn hãy nhận xét khi người ấy xin sự góp ý của bạn nếu không đừng nên nhúng tay quá nhiều vào việc của người khác kéo lại tự chúc lái phiền hà với mình Bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ năm này đối 3 tuổi Dần bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh dự báo con đường tài lộc của bạn tuổi Dần đang có nguy cơ bị sa sút người ta vẫn nói đồng tiền kiếm được bằng chính sức lực của mình bao giờ cũng đáng quý, đừng có phung phí cho dù bạn có nhiều tiền bạc đến thế nào đi chăng nữa, bởi làm như vậy cũng chính là bạn đang côi thường sức lao động của bản thân mình. Vài từ vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, kéo lại vướng họa thị phi, ảnh hưởng tới uy tín của bản thân mình từ vi tuổi bính dần thuộc họ biết đặt mình vào vị trí của người khác để nhìn nhận vấn đề đa chiều và xử lý khôn ngoan hơn từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ ăn tiêu hợp lý đừng có phung phí tiền bạc vì những món đồ vô nghĩa và không quá cần thiết từ vi tuổi canh dần thuộc mộc biết ít kiệm hôm nay sẽ có một khoản dư dạ trong tương lai với mình từ vi tuổi Nhâm dần thuộc kim làm tốt bổn phận và trách nhiệm của mình, không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác. Vài đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. tử vi tuổi mão thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với ba tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho nên với bà tuổi mão dễ bị lôi kéo vào những vụ tranh chấp ẩu đã dẫn đến hao tốn về tiền của một cách vô nghĩa vì vậy với bà tuổi mão, bạn mệnh nên chú ý tránh xa những cuộc sâu xát bằng bất cứ giá nào, đừng có để tiền bạc đội nón ra đi một cách vô lý do như vậy. Và trong ngày thứ năm này, đối với tuổi mão, bạn nên tập trung vào công việc của mình bởi những công việc của bạn đang tồn đọng quá nhiều và đang chờ bạn giải quyết ổn thỏa. Nếu không chăm chỉ ngay từ bây giờ thì bao nhiêu kế hoạch dự định của bạn trong năm mới sẽ khó thành hiện thực được xét về quan hệ ngũ hành tương sinh tương khắc thì trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mão á bạn lại đang gặp ngày có mộc sinh xuất cho hỏa cho nên cái vận trình tình cảm của bạn tuổi mão lại không được tươi sáng cho lắm bạn yêu thương chân thành chua đi không hối tiếc nhưng đổi lại lại chẳng nhận được là bao nhiêu trong một cuộc tình người yêu thương nhiều hơn thường là người phải chịu thiệt thòi vì không được quan tâm và yêu thương như họa đáng được hưởng. Tuy nhiên, nếu nhìn bao dung ra một chút, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình đã tận hưởng niềm hạnh phúc khi trao đi tình yêu nên không thấy chút gì là đáng tiếc. vài từ vi tuổi ất mão thuộc thủy, công việc tồn đạo cần phải tập trung làm việc để giải quyết mọi vấn đề. Từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa, đánh tham gia vào các cuộc ẩu đả, xô sát kéo lại mất tiền oan từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ chua đi nhiều nhưng nhận lại chẳng được là bao nhiêu tâm hồn bị tổn thương sâu sắc từ vi tuổi tân mão thuộc mộc yêu là không hối tiếc nên hãy cứ yêu đi khi cuộc đời cho phép từ vi tuổi quý mão thuộc kim chân thành bao dung đối xử tốt với mọi người ai ai cũng yêu mến bạn vài đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 xem từ vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có chính tài chứa mệnh cho thấy năng lực làm việc của bà tuổi thìn đã được phát huy một cách tối đa đem lại hiệu quả bất ngờ và nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự tin tưởng của mọi người xung quanh nữa nhờ đó mà với bà tuổi thìn bản mệnh rất dễ nhận được một khoản tiền thưởng kha khá cho những nỗ lực làm việc của mình vừa qua không ai là hoàn hảo và khẳng định mình không mắc chút lỗi lầm nào. nhưng với bà tuổi thìn hãy rèn luyện cho mình thói quen cẩn thận, tỉ mỉ. tuy ban đầu bạn sẽ thấy hơi phiền phức và mất thời gian, nhưng về lâu về dài nó sẽ giúp ích cho công việc của bạn càng ngày càng thuận lợi hơn. bên cạnh đó vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi thìn cũng đang gặp được ngày có họa thổ tương sinh giúp cho các chuyện tình cảm của bà tuổi thìn có được sự tăng tín không ngừng. Bạn mệnh rất có thể sẽ gặp được một nửa yêu thương mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay trong ngày hôm nay nữa. Và với bà tuổi thìn, bạn luôn tìm kiếm một người để có thể thấu hiểu được nội tâm của mình, có thể thông cảm và cho bạn một mái ấm chia chở mọi khi rông bão đến. Bạn cần phải mở rộng lòng mình và đón nhận những điều sắp tới. Cơ hội để yêu và được yêu đang đến rất gần bên cạnh bạn rồi đó vài từ vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa, tinh thần làm việc tập trung hiệu quả công việc được cao từ vi tuổi bính thìn thuộc thổ rèn rỗ thối quyên cẩn thận tỉ mỉ may mắn sẽ mỉm cười với bạn trong tương lai từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc vợ chồng chia sẻ giúp đỡ nhau cùng vượt qua sóng gió từ vi tuổi canh thìn thuộc kim đào hoa răng lối dễ có người thương hãy cùng cho nhau cơ hội để tiến tới mối quan hệ bền vững hơn từ vi tuổi Nhân Thìn thuộc Thủy nhìn xa trong rộng tính toán cẩn thận đem lại những kết quả như mong muốn trong công việc của bạn về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 8 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát Tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có họa khí vượng, cho thấy với bà tuổi tỵ không hề tốt cho sức khỏe của bạn Hỏa khí bốc lên, có hại cho tim, khiến bạn mệnh dễ cảm thấy bức bối khó chịu ở trong người. Đặc biệt là đối với những bạn đang có tiền sử về bệnh tim, càng phải chú ý nhiều hơn, kiềm chế cảm xúc của mình, đừng quá nóng nảy, kích động sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, dị hòa vi quý sẽ giúp cho mọi chuyện với bạn trở nên yên đẹp và tâm lý của bạn cũng được thoải mái hơn. Bên cạnh đó, trong ngày thứ năm này, đối với bà tuổi tỵ bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy, với bà tuổi tỵ cũng đang có điểm báo gặp những trở ngại trước mắt có thể khiến cho bạn gặp khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu đã định. Có lẽ trước giờ với bà tuổi tỵ đã quá nhút nhát, sợ hãi mọi khi đối diện với khó khăn hay là thất bại cho nên ngay từ những bước đầu tiên bạn đã là người thua cuộc rồi. Tuy nhiên, có công mài sắt, có ngày nên kim. Với bà tuổi tỵ chỉ cần cố gắng khổ luyện thì với bạn sẽ vượt qua được mọi khó khăn và thu được thành quả rất đáng tự hào. Nếu như bà tuổi tỵ chấp nhận chiến đấu, bạn sẽ có 50% phần thắng về với mình. Còn nếu như bạn bỏ cuộc thì tỷ lệ đó chắc chắn sẽ là 0% và tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tinh thần bức bối khó chịu nên dành thời gian để nghỉ ngơi thư giãn tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ nhút nhát sợ hãi khi đối diện với khó khăn dễ khiến cho bạn thất bại nên học cách dũng cảm đối diện với thực tế tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc cố gắng khổ luyện nắm bắt cơ hội thành công trong tầm với tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim chiến đấu để vượt qua khó khăn tiến đến thành công hay chấp nhận bộ cuộc tất cả là do bạn quyết định tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy dị hòa vi quý sẽ giúp cho mọi chuyện êm đẹp và duy trì tâm lý thoải mái vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ, thứ năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi ngọ, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có ngọ tỵ tương hồi, cho nên cái chuyện tình cảm của bà tuổi ngọ đang càng ngày càng khởi sắc. Tình yêu như một đóa hoa trong sáng sớm, vừa tinh khít vừa xinh đẹp khiến cho bạn mệnh tuổi ngọ không thể rời mắt ngắm nhìn bạn chỉ muốn đắm chìm trong những khoảnh khắc tuyệt vời ấy mãi mãi mà thôi đối với bà tuổi ngọ tình yêu luôn mang một màu sắc hư ảo một nét quyến rũ không thể nói thành lời bạn say đắm trong tình yêu và muốn giấc mộng ấy chẳng bao giờ có hồi kết xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh mang đến những báo hiệu tốt lành về vận trình tài lộc cho bạn trong ngày hôm nay phúc lộc được dồi dào tiền bạc được dư dôi có của ăn của để là điều bản mệnh tuổi ngọ có thể tự hào đạt được vào những ngày cuối năm như thế này. Với bà tuổi ngọ cũng cần phải cố gắng phát huy năng lực, sở trường của mình và nắm bắt ngay khi thời cơ đến. Với bà tuổi ngọ cũng sẽ nằm trong top những con giáp phát tài phát lộc trong năm mới 2021 nữa. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, gia đình là điểm tựa bình yên nhất. Sao dông bạo của cuộc đời, bạn hãy chăm sóc và yêu thương nhiều hơn. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, khí thế hừng hực, làm việc quên thời gian, đem đến hiệu quả bất ngờ cho bạn. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, phát huy năng lực và nắm bắt ngay khi cơ hội đến, tương lai vượng phú, vượng quý là điều có thể hy vọng ở bạn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, mua may bán đắt, dễ kiếm được lợi nhuận cách xù, có của ăn, của để. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, tình duyên ngọt ngào, vợ chồng xuân sắc, Thụy Trung. Vài đánh giá của bà Tử ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có ngộ hành tam hội phù trợ cho nên với bà tuổi mùi con đường sự nghiệp của bạn sẽ rất chi là suôn sẻ thuận buồm xuôi gió thu được nhiều lợi nhuận nằm ngoài dự kín giúp cho chiếc ví của bạn lúc nào cũng nặng trịch rụng rịnh tiền tiêu với ba tuổi mùi, bạn dần cảm thấy yêu và tận tâm hơn với công việc của mình. Những điều ban đầu khiến cho bạn cảm thấy khó khăn đã không còn nữa, áp lực dần giảm nhẹ chứ không còn đè nặng lên đôi vai của bạn như trước đây. Cảm hứng làm việc là điều vô cùng quan trọng, tạo động lực để cho bạn sáng tạo, đưa ra nhiều ý tưởng, nhiều giải pháp cho công việc được ngày càng trôi chảy hơn mọi thứ xung quanh đều khiến cho bạn cảm thấy hứng thú và muốn khám phá nhiều hơn nữa, giúp bạn làm tốt công việc của mình hơn nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp được ngày của thiên tài chiếu mệnh mang đến cho bạn tuổi mùi có được nhiều may mắn trong cái chuyện tình cảm. Tuy nhiên, nếu như bạn tuổi mùi không biết cách kiềm chế bản thân, hành sự nông nổi, bạn mệnh rất dễ đánh mất đi tình cảm lứa đôi đã gây dựng vun vén bấy lâu nay. Và dù thế nào đi nữa thì bạn và người ấy cũng nên bao dung, rộng lượng hơn với nhau để duy trì một tình yêu bền vững hơn. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, vận trình sự nghiệp gặp nhiều xuân sẻ, thuận buồm xuôi gió. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, sự tận tâm và yêu nghề giúp cho bạn mệnh luôn hoàn thành xuất sắc được mọi nhiệm vụ được giao tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa cảm hứng làm việc là điều vô cùng quan trọng tạo động lực để cho bạn cố gắng nhiều hơn tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ nên kiềm chế bản thân để mọi chuyện diễn ra êm đẹp tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc tình cảm chi phối mọi chuyện không được như ý muốn khi hai bên không chịu nhường nhịn lẫn nhau vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 Xem từ viên ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày tỵ thân nhị hợp, cho nên với bạn tuổi thân đang có được báo hiệu gặp nhiều niềm vui trên con đường tài lộc của mình. Bạn mệnh tuổi thân sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho những công sức bấy lâu nay mà bản thân bạn đã bỏ ra vì tập thể, vì sự lớn mạnh của công ty với bà tuổi thân vốn dĩ chỉ làm theo đúng trách nhiệm của mình chứ chẳng hề suy nghĩ gì nhiều càng không làm chỉ vì được khiên thưởng nhưng đúng là trời chẳng bao giờ phụ lòng người những người nhân đức trời sẽ dành phước cho cùng với đó trong ngày thứ năm này đối với ba tuổi thân bạn lại đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh cho thấy sự nghiêm túc cùng tinh thần làm việc có trách nhiệm giúp cho bạn tuổi thân dễ dàng tạo dựng được sự thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Với bà tuổi thân, bạn cũng nên mở rộng lòng mình, đón nhận những lời góp ý từ mọi người xung quanh để hoàn thiện bản thân mình, theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Đó chính là lý do vì sao mọi người luôn yêu quý và dành những yêu ái đặc biệt cho bạn. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, tài lộc khởi sắc, có thể nhận được phần thưởng khích lệ tinh thần từ cấp trên, từ vi tuổi bính thân, thuộc họ biết cách kiếm tiền, tài lộc vượng phát, lúc nào cũng rụng rịnh tiền tiêu, từ vi tuổi mậu thân, thuộc thổ, tinh thần làm việc có trách nhiệm cao, dễ dàng tạo dựng được sự thành công trên con đường sự nghiệp, từ vi tuổi canh thân, thuộc mộc, thiện chí lắng nghe góp ý và sửa đổi bản thân, ai cũng yêu mến, từ vi tuổi nham thân, thuộc kim, tận tụy với công việc, hòa đồng với tập thể dễ đạt được thành công. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. từ Vi Tuổi Dậu thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Dậu ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tử dậu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ cho nên cái chuyện tình cảm vợ chồng của bà tử dậu càng ngày càng thăng hoa và luôn đong đầy như những lứa đôi mới yêu nhau Nhìn từng hành động quan tâm, chăm sóc mà hai người dành cho nhau, ai cũng ganh tị về bàn Bí quyết để giữ tình yêu cũng như là hạnh phúc gia đình của mọi người, chẳng ai giống ai. Nhưng có lẽ để làm được điều đó thì với bà tử dậu phải trân trọng tình yêu, trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Cuộc sống vốn hối hạ tất bật khiến cho chúng ta dễ bị cuốn trôi theo dòng chảy của thời gian, chỉ khi bạn hiểu và biết được điều gì quan trọng nhất đối với mình thì đó mới là động lực để cho bạn vượt qua mọi cán trở, trở về tổ ấm của trái tim mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tử dậu, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan giáng họa, cái điều này cho thấy về cái con đường tài lộc của bà tử dậu đang có điểm báo, có phần bị sa sút có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến cho bạn tuổi dậu không thể không mở ví mà toàn là những khoản lớn tiêu tan hết những khoản tiền tích lũy bấy lâu nay của bạn thân bạn. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, mọi cán dọ cũng không chia cắt được tình yêu lứa đôi nồng nàn và sâu đậm. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, tình cảm vợ chồng thăng hoa luôn đông đầy như những lứa đôi mới yêu nhau. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ tài lộc xa sút cẩn trọng về túi tiền của mình. Tử vi tuổi tân giàu, thuộc mộc xác định mục tiêu quan trọng nhất và cố gắng hoàn thành tốt những mục tiêu thứ yếu hãy tạm gác lại. Tử vi tuổi quý giàu, thuộc kim duy trì thái độ sống lạc quan, tích cực, mọi chuyện đều sẽ hanh thông với bạn. Và đánh giá của bạn tuổi giàu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp bốn sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi tuất á cho chúng ta thấy là vợ trình của bà tuổi tuất trong ngày này đã gặp được ngày có chính tài trợ mệnh cho nên con đường tài lộc của bà tuổi tuất đang có được báo hiệu có nhiều khởi sắc trong ngày hôm nay bạn mệnh tuổi tuất sẽ nhận được những nguồn trợ giúp từ gia đình và bạn bè để vượt qua giai đoạn khó khăn vì thế dù có lâm vào nghịch cảnh thế nào đi nữa thì với bà tuổi tuất cũng nên bình tĩnh và tự tin đối mặt để vượt qua Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi Tuất, bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, cho thấy cô đường tình duyên của bạn như là đang được tiếp thêm ngọn lửa. Bạn chủ động khi thấy người mình có cảm tình tìm đủ mọi cách để kéo gần khoảng cách giữa hai người lại với nhau. Những nỗ lực của bạn mạnh hôm nay sẽ được đền đáp tình cảm của bạn không còn đơn phương nữa. Tình yêu được đáp lại là điều hạnh phúc nhất mà với bà tuổi Tuất có thể cảm nhận được trong ngày hôm nay. Với bà tuổi Tuất, bạn cần phải cố gắng để cho tình yêu thêm phần thăng hoa cũng như là bền vững theo thời gian, giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn cháy mãi để nhiệt huyết luôn khiến cho tình yêu của bạn không bao giờ nguội lạnh. Về từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc họ tình yêu thăng hoa, đôi lứa hết mực quan tâm, yêu thương nhau. Từ vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ nhận được sự giúp đỡ kịp lúc bình an thoát kiếp nạn. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, dù có lâm vào nghịch cảnh thế nào, cũng nên bình tĩnh và tự tin đối mặt. Mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim, trái tim cùng chung nhịp đập, cùng nhau nhìn về tương lai với những điều tốt đẹp nhất. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, bình tĩnh đối diện với mọi tình huống có thể phát sinh, với tâm thế vững vàng, thành công sẽ gọi mời. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngộ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên với bà tuổi hợi đang có điểm báo không lành đối với bạn trong ngày hôm nay bạn mệnh tuổi hợi có nhiều tham vọng, chuyện gì cũng ôm đồm vào mình. Nhưng cuối cùng, công việc của bạn lại chẳng đau vào đâu, hậu quả chỉ có mình gánh chịu mà thôi. May mắn là trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi hợi, bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, dẫn đường chỉ lối cho bạn. Cho nên với bạn tuổi hợi, sẽ có được cơ hội để bù đắp lại sự không may mắn của mình trong ngày. Bạn mệnh tuổi hợi là người thông minh, không ham danh lợi, chăm chỉ làm việc nên phần thưởng mà bạn nhận được rất đáng tự hào giúp cho bạn có thêm một khoản khổng lồ cho những việc cần dùng trong tương lai. Xét về quy luật ngũ hành tương xung tương khác thì trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi hợi bạn lại đang gặp ngày có thủy khác với họ cho nên tình cảm gia đình của bạn tuổi hợi lại không được êm ả cho lắm. Nội bộ đang có sự lục đục, mọi người chẳng thể thống nhất được ý kiến của mình, ai cũng cho mình là đúng nên cuối cùng dẫn đến sự tranh cãi mãi không thôi. Bát đỏ cũng có lúc xô sát, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi trong mọi gia đình. Khi rơi vào hoàn cảnh ấy, với bà tuổi hợi, bạn cần phải hành động và giải quyết vấn đề nhanh chóng, bởi càng để lâu thì tình cảm gia đình càng thêm sức mỉa mà thôi. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc họ không nên ôm đồm quá nhiều việc kéo lại tự trúc phiền phức vào thân. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc thổ, không ham danh lợi, làm việc siêng năng, nhiệt tình, được đánh giá cao. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mộc, tình cảm lứa đôi có phần bị giãn nứt do những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống thường ngày. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc kim, tham vọng, cần đạt đúng lúc, đúng chỗ mới đem lại hiệu quả tối đa cho bạn. Từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy, tinh thần làm việc nhiệt tình và trách nhiệm giúp cho con đường công danh của bạn được rộng mở. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.